Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì với cái chiếc xe Mercedes-Benz S450 4MATIC Luxury này thì Duy nghĩ là các bạn cũng đã xem rất là nhiều những cái review ở trên YouTube rồi ha. Thì vài cái chiếc xe S450 4MATIC này các bạn, thì đây là lần đầu tiên mà Duy quay review. Bởi vì trước đây các bạn, Duy cũng có quay cái phiên bản S450 Luxury này rồi, nhưng là phiên bản nhập từ Đức đó. Còn đối với cái chiếc xe ngày hôm nay các bạn, vẫn là S450 Luxury, nhưng mà có 4MATIC. Và cái chiếc xe này được nhập khẩu từ Thái Lan, cho nên là về cái giá bán nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản nhập Đức. Cũng như là với cái chiếc xe nhập Thái Lan này, nó sẽ khác gì so với cái phiên bản nhập Đức. Thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem thật kỹ cái chiếc xe này. Và với chiếc xe S450 Luxury 4MATIC này các bạn, thì nó cũng có rất là nhiều những cái thông tin thú vị cũng như là rất là tuyệt vời từ cái chiếc xe này. Thì một lát nữa Duy cũng sẽ tư vấn cũng như là giới thiệu cho các bạn xem luôn. Ok các bạn nha. Và với cái ngoại hình của chiếc xe S450 Luxury 4MATIC này các bạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy về ngoại hình cũng sẽ không có khác gì so với lại cái phiên bản nhập Đức luôn các bạn. Không có khác gì luôn, có nghĩa là ngoại hình chúng ta sẽ hầu như là rất là khó phân biệt, hầu như là không thể phân biệt khi mà chúng ta chạy ở ngoài đường ha. Đó, về phần thiết kế thì cái chiếc S450 phiên bản mới 2022 này có một cái thiết kế rất là hiện đại, cũng như là bên ngoài cũng như là bên trong cái phần nội thất. Thì đối với cái ngôn ngữ thiết kế của cái chiếc xe S bây giờ bạn, nó sẽ khác rất là nhiều so với lại cái chiếc xe S-Class thế hệ trước đây. Những cái chiếc xe S-Class thì các bạn thường biết là những chiếc xe dành cho những ông chủ, những người rất là chủ động về mặt tài chính, cũng như thường là chủ doanh nghiệp các bạn ha. Đó, cho nên là thiết kế của xe S nó mang cái dáng dấp rất là uy nghi, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp đó. Nhưng đối với cái phiên bản S-Class 2022 này thì chiếc S-Class của chúng ta các bạn, nó vẫn giữ được những cái nét đó, nhưng chiếc S của chúng ta vẫn mang một cái dáng dấp rất là hiện đại và rất là khỏe khoắn các bạn nha. Đó, điển hình là cái phần ngoại thất nè các bạn thấy nè, phần đèn xe bây giờ sẽ được thiết kế nhỏ lại cũng như là được kéo dài nè. Các bạn sẽ thấy rất là khác so với những cái phiên bản trước đây ha. Về cản xe ở dưới thì các bạn nhìn thấy nè các bạn, nó có cái thiết kế gì đó rất là giống với những cái chiếc xe AMG. Đó, những cái hốc gió lớn nè các bạn ha, rất là góc cạnh và rất là khí động học nè. Đó, ngoài ra thì cái phần lưới tản nhiệt của chiếc xe S-Class thì các bạn thấy rồi, bao nhiêu đời trước tới bây giờ các bạn, thì hầu như là lưới tản nhiệt của chúng ta được thiết kế có một cái chiết lý gần như là giống nhau ha. Những cái nhiều cái nan nhỏ nè ha, cũng như là bây giờ các bạn, cái phần lưới tản nhiệt này nó có rất là nhiều những công nghệ ở phía trước nữa. Chẳng hạn như nè, các bạn sẽ thấy đây là cái camera 360 độ của cái camera phía trước nè, được nhô ra bên ngoài các bạn. Đó, trước đây thì nó sẽ được nằm ở trong cái nắp bảo vệ camera ha, nhưng mà bây giờ sẽ được đưa ra ngoài luôn. Đó, thì với cái camera đưa ra ngoài như thế này các bạn, thì có thể là dễ bị bụi bẩn ha. Duy nghĩ là dễ bị bụi bẩn hơn so với camera nó đặt ở bên trong. Nếu mà đặt bên trong nữa các bạn thì nó sẽ tuyệt vời hơn nữa ha. Còn cái khu vực này các bạn, đây là những cái cảm biến radar, nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này ha. Thì đối với những cái chiếc xe S-Class trước đây các bạn, thì các bạn sẽ không có những cái hệ thống an toàn về cái tính năng lái nữa. Nhưng mà đối với cái phiên bản 2022 này thì Mercedes-Benz Việt Nam được cấp rất là nhiều những cái chứng chỉ về chỉ số an toàn, cũng như là đăng ký ở Việt Nam mình các bạn, cục đăng kiểm ha, từ cục đăng kiểm. Đó, thì cái cảm biến này là cái cảm biến để giữ khoảng cách cho cái xe các bạn, nó cảm biến radar ha. Ở bên trong xe một lát nữa Duy sẽ cho các bạn xem cái tính năng đó nó như hoạt động như thế nào. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem bên hông một chút xíu nữa ha. Thì đối với cái chiếc xe S-Class Luxury phiên bản Thái Lan này các bạn, thì cái phần bộ mâm xe vẫn được giữ nguyên cái thiết kế so với lại cái phiên bản nhập Đức, không có khác gì cái phần bộ mâm này luôn các bạn. Đó, và lớp xe của chúng ta là lớp Bridgestone ha, Bridgestone. Và lớp xe của chúng ta là cái lớp kích thước là 255/40 R20, có nghĩa là mâm của chúng ta là mâm 20 inch ở bánh trước ha. Đó, lớp xe của chúng ta là lớp MO các bạn nha, MO, đây là cái lớp xe thai fix đó, chứ không phải là cái lớp xe front lát các bạn nha. À, các bạn thấy nè, MOS đó, nó sẽ đặc biệt hơn cái lớp MO một chút xíu là ở trong cái lớp xe này nó có một cái lớp để cách âm, có nghĩa là cái bộ mâm cái bộ lớp xe này các bạn đi nó sẽ đỡ ồn hơn so với là cái bộ lớp mà MO thông thường đó, nhưng mà nó không phải là bộ lớp Grand Lab các bạn nha. Ok,
tay nắm cửa thì vẫn đã được thiết kế dạng ẩn nè các bạn. À, khi mà chúng ta chạy ha thì nó sẽ tự động xếp vào bên trong. Thì với cái những cái tính năng này các bạn thì tôi nghĩ là các bạn cũng đã biết rất là rõ trên các chiếc xe S-Class rồi đó. Và bộ mâm sao bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái kích thước mâm sao nha. Kích thước của mâm sao vẫn là 255/40R20, có nghĩa là kích thước của lớp trước và lớp sau giống nhau. Ok, và một cái điểm mà khác biệt của cái chiếc xe S450 Luxury phiên bản Thái Lan này so với S450 phiên bản Nhật Đức, đó là chiếc xe S450 phiên bản Thái Lan chúng ta không có đánh lái trục bánh sau các bạn nha. Không có đánh lái trục bánh sau, chỉ có S Luxury nhập từ Đức thì chúng ta sẽ có cái option đó thôi. Ok, nhưng bù lại các bạn, nhưng bù lại ở đây à, các bạn thấy là có chữ Formatic, có nghĩa là cái xe S của chúng ta được vận hành bằng 4 bánh toàn thời gian. Thì với cái tính năng vận hành này các bạn được thay thế bằng cái tính năng là đánh lái trục bánh sau, thì Di vẫn thích cái option mà Formatic này hơn rất là nhiều. Bởi vì chiếc xe S450 được trang bị hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian, giúp cho chiếc xe của chúng ta khi mà các bạn đi ở tốc độ cao, các bạn nó cho cái khả năng bám đường tốt hơn, cũng như là khi mà chúng ta đi những cái đoạn đường mà trời mưa hoặc là đường trơn trượt các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái hiệu quả của cái Formatic này rất là nhiều. Và đặc biệt các bạn ở những cái khu vực ở châu Âu hoặc là ở nước ngoài, các bạn có tuyết đường xá mà có tuyết bạn, thì cái hệ thống Formatic trên chiếc xe S-Class này nó sẽ cực kỳ cần thiết luôn các bạn nha. Có thể là ở Việt Nam mình các bạn thì các bạn chưa thấy rõ được cái điều đó ha, nhưng ở nước ngoài thì với hệ thống Formatic này nó là một cái option mà Duy nghĩ là rất rất là cần thiết luôn đó. Và Duy nghĩ là với cái hệ thống Formatic này các bạn được thay thế bởi được bù lại bởi cái hệ thống đánh lái trục bánh sau các bạn, thì Duy thấy vẫn là rất là tuyệt vời luôn. Và Duy thích, rất là thích cái hệ thống vận động Formatic này đó. Thì hệ thống vận động Formatic của cái chiếc S450 Luxury này thì được phân bố tỷ số truyền là 45% ở phía trước và 55% ở phía sau các bạn. Thì nó giống như cái hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian Formatic trên những cái dòng xe như là GLC, GLE hoặc là GLS luôn các bạn. Đó, rất là giống luôn đó. Cho nên là với cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian này các bạn, thì Duy nghĩ là các anh chị và các bạn nếu mà lái xe thường xuyên, lái nhiều các bạn ở những cái cung đường mà tốc độ cao hoặc là đi tỉnh các bạn, thì cái việc mà nên cần thiết cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian này rất là nhiều hơn là cái trục đánh lái bánh sau. À, theo Di là như vậy các bạn ha. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại cái cốp xe các bạn. Thực ra là những cái phần này Di đã quay ở những cái review của những cái clip trước rồi. Bây giờ Di cũng sẽ cho các bạn xem nhanh lại thôi ha. Thì đối với cái cốp xe này các bạn, thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ rất là rộng rãi ha. Mặc dù đây là cái chiếc xe S-Class cho nên là cái phần kích thước của chiếc xe nó rất rộng rồi. À, nhưng mà cái cốp xe của chúng ta thì nó cũng không phải là quá rộng đâu, nó đủ cho chúng ta xài thôi các bạn. Đó, các bạn thấy nè, bên trong cốp xe thì nó có rất là nhiều những cái phụ kiện đi kèm, chẳng hạn như ở đây nè, thì đây là cái bộ để mà chúng ta vá lớp xe ha, cũng như là cái bơm điện đó, để cho chúng ta xử lý trong những trường hợp bị lủng lớp ha. Bây giờ Di sẽ để ở đây khu vực này, nó sẽ hít qua đây ha các bạn. Túi y tế của xe, móc kéo xe. Cái S450 Luxury các bạn phiên bản Formatic Thái Lan này nó sẽ khác với là S450 phiên bản tiêu chuẩn của Thái Lan, là ở khu vực phía sau nó có cái máy tính bảng để chúng ta điều khiển những cái tính năng của chiếc xe ha, thông qua cái máy tính bảng cho cái hàng ghế phía sau nè, một cái lọ xịt nước hoa, bởi vì chiếc S450 Luxury của chúng ta có tính năng là xịt nước hoa thông minh. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có là hai cái tai nghe rất là to ở đây, sách hướng dẫn sử dụng nó được nằm trong cái túi da ha, để gọn gàng ở đây. Thảm xe nè các bạn, một cái bờ bắp chân ha, một cái hộp quà vậy thôi. Khu vực này là để chúng ta móc đồ, cũng không có gì nữa các bạn đó. Phần cốp xe của chúng ta cũng giống như cái S450 Luxury phiên bản Nhật Đức thôi ha, cũng không có khác gì. Tại sao chiếc xe S450 này nó không được lắp ráp tại Việt Nam? Đó thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng đặt cái câu hỏi này với Duy các bạn. Trước đây thì các bạn biết rồi ha, S-Class được lắp ráp tại Việt Nam, nhưng mà đến năm 2022 này thì S của chúng ta chủ yếu là nhập từ Thái Lan cũng như là thị trường Đức. Bởi vì là với cái khung sườn của cái chiếc xe S450 phiên bản mới này các bạn, thì nó đẹp khác rất là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây. Và cái chất liệu mà của cái khung sườn của chiếc xe này các bạn được làm bằng hợp kim nhôm rất là nhiều luôn đó, cũng như là ở bên trong những cái cột, những cái
cột của cái chiếc xe này các bạn, thì nó có một cái công nghệ nó gọi là acoustic foam, có nghĩa là ở bên trong này các bạn hình dung bạn là nó có những cái chất liệu giống như xốp, như mút vậy bạn. Đó, nó gọi là những chất liệu để tiêu âm. Cho nên là đối với cái chiếc xe S450 Luxury 4MATIC này các bạn, thì khi mà chúng ta lăn bánh trên đường các bạn, nó cho khả năng cách âm tốt hơn so với lại cái phiên bản trước đây rất là nhiều ha. Đó là lý do tại sao mà chiếc xe S này nó không được lắp ráp tại thị trường Việt Nam, bởi vì là những cái công nghệ mà làm cho cái chiếc xe S-Class hiện tại bây giờ các bạn, nó không có được đầu tư ở Việt Nam bạn. Đó, cho nên là chúng ta muốn mà đầu tư cái hệ thống dây chuyền này ở Việt Nam thì chúng ta phải coi như nhà máy Mercedes-Benz phải tốn rất là nhiều tiền. Đó, cho nên quyết định là sẽ nhập khẩu cái chiếc xe này hoàn toàn luôn. Và cái chiếc xe S450 này các bạn, nó có một cái chỉ số cản gió nó 0.22 thôi các bạn, có nghĩa là nó sẽ thấp hơn so với hệ số cản gió của cái chiếc xe S450 thế hệ trước đó. Thì các bạn điển hình là thấy, các bạn thấy này, những chiếc xe của chúng ta, những cái tay nắm cửa nó cũng được ẩn đi, thì nó cũng góp phần làm cho giảm cái chỉ số cản gió ha. Và cái chỉ số cản gió mà nó thấp đó các bạn, thì cũng làm cho cái chiếc xe của chúng ta cách âm tốt hơn luôn ha. Cho nên là với cái phiên bản S-Class 2022 này, thì Duy nghĩ là các anh chị nào các bạn mà đang đi các chiếc xe S phiên bản 2020-2021 các bạn, thì khi mà chạy chiếc S-Class này thì thấy rất là khác ha. Cũng như là Duy cũng đã có các khách hàng phản hồi lại với Duy là những cái thông tin đó rất là chính xác. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất nha. Các bạn sẽ thấy là cái phần nội thất của chiếc xe S450 Luxury này được thiết kế coi như là rất là đẹp các bạn, rất là đẳng cấp luôn. Thì các bạn sẽ thấy trên cái ghế nó sẽ được mai bằng những cái họa tiết là quả trám, cũng như là ghế của chúng ta được đục lỗ nè các bạn. Thì với là 16.000 cái mũi kim các bạn, 16.000 cái mũi kim các bạn, để mà có thể là đục lỗ được như thế này trên một cái chiếc ghế. Đó, cho nên là các bạn thấy là cái máy mà để mà làm cái phần ghế da đục lỗ này các bạn, nó cũng rất là đặc biệt luôn. Nó không có đơn giản là để làm những cái ghế đục lỗ như thế này mà các bạn sẽ thấy như vậy đâu ha. Thì Duy cũng có một khách hàng trước đây các bạn là đem cái ghế xe Mercedes-Benz GLS các bạn đem đi đục lỗ các bạn, nhưng mà sau khi đục lỗ ở ngoài nhận đục lỗ các bạn, thì đục lỗ xong là coi như là nó sẽ không thể nào giống được gì, và cái ghế đó nhìn rất là kỳ luôn đó. Cho nên khách hàng quyết định là thay bỏ cái ghế luôn bạn, thay bằng cái một cái chất liệu da khác luôn đó. Cho nên là việc mà đục lỗ của cái chiếc xe S450 này bạn, đòi hỏi một cái máy nó sẽ rất là đặc biệt, rất là khác nha. Các bạn nhìn thấy như vậy thôi nhưng mà nó rất là khó làm các bạn, chứ không có đơn giản đâu ha. Về cái phần nội thất của cái chiếc xe S450 Luxury này các bạn, nó cũng sẽ khác hơn một chút xíu so với lại phiên bản S450 tiêu chuẩn, có nghĩa là chất liệu da vẫn là da nắp ba thôi, nhưng đối với chiếc S450 Luxury các bạn, thì những cái khu vực táp lô nè, những cái khu vực cửa nè đó, thì cũng được bọc bằng da nắp ba luôn đó. Trong khi đối với cái phiên bản S450 phiên bản tiêu chuẩn các bạn, thì những chỗ này được bọc bằng da Artico ha. Ngoài ra trần xe của chúng ta được bọc bằng một chất liệu sợi Dynamica. Thì với cái sợi Dynamica này các bạn, nó giống như gọi là da lộn ha, nó cho cái cảm giác của chiếc xe nó sang trọng hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa các bạn, thì cái nội thất của S450 Luxury này các bạn, ở khu vực những cái ghế này các bạn, nó cũng được ốp bằng một cái chất liệu bằng gỗ cũng như là có đèn. Thì phiên bản S450 phiên bản tiêu chuẩn lại không có những cái này ha. Đó, và một cái điểm khác biệt nữa trên cái chiếc xe S450 phiên bản Thái Lan Luxury này các bạn, nó sẽ khác với phiên bản nhập Đức ha, là cái phần chất liệu gỗ ha. Đối với cái gỗ của trên xe Đức á, thì các bạn sẽ thấy là gỗ màu đen bóng, nhưng đối với cái phiên bản S450 Luxury Thái Lan này bạn, thì các bạn sẽ thấy là được bọc bằng một cái chất liệu nó màu đen và có vân ở bên trong các bạn nha. Đó, có vân gỗ bên trong. Đó, nó cũng sẽ khác một chút xíu thôi. Ngoài ra thì S450 phiên bản Thái Lan các bạn, nó sẽ không có cái chế độ hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Đó, nhưng mà S450 phiên bản nhập Đức thì sẽ có cái tính năng này ha. Bù lại thì chiếc xe S450 của chúng ta có hệ thống vận hành buông bánh toàn thời gian 4MATIC. Đó, còn lại thì hầu như nó cũng sẽ không khác gì so với cái phiên bản nhập Đức của chúng ta hết các bạn. Từ bên ngoài, bên trong, kể cả động cơ cũng không có khác gì ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra cái phía sau của cái khoang nội thất S450. Một cái khoang mà Duy nghĩ là những anh chị khách hàng các bạn, khi mua cái chiếc xe S-Class này, hầu như là quan trọng cái khoang phía sau nhiều hơn cái khoang phía trước nữa. Ok. Vị trí ghế ngồi mà Duy đang ngồi các bạn, đây là cái một cái vị trí mà
có thể nói là đặc biệt nhất trên các chiếc xe S-Class này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bệ tựa tay, những cái chi tiết để cốc ở đây cũng như là máy tính bảng ha, để chúng ta điều khiển những cái màn hình giải trí phía trước hoặc là kể cả cái màn hình ở phía sau luôn. Chúng ta sẽ không có cần mà phải nhờ những anh lái xe, như vậy thì nó cũng sẽ an toàn hơn và đỡ mất tập trung cho cái người lái xe. Đó thì chúng ta có thể điều khiển hết tất cả mọi thứ của chiếc xe này trên cái màn hình này các bạn nha. Đó, cái iPad ở phía sau các bạn ha. Đó, ngoài ra thì ở phía sau này các bạn, nó có một cái cũng rất là đặc biệt và lần đầu tiên có mặt ở trên cái nền công nghiệp ô tô trên thế giới luôn, đó là túi khí ở phía sau. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây nó có chữ airbag nè, ở đây cũng có chữ airbag nè. Đó thì đặc biệt cái xe S-Class phiên bản mới này, nó sẽ có túi khí ở phía sau cho người ngồi phía sau này các bạn. Đó thì với cái tính năng mà hệ thống an toàn túi khí này các bạn, thì các bạn nghe rất là nhiều rồi đó, và không nghĩ là đây là cái tính năng mới, nhưng đây là cái tính năng lần đầu tiên có mặt ở trên trên ô tô của bạn và trên thế giới luôn đó. Và cái túi khí này các bạn, thì nó giúp cho cái người ngồi phía sau an toàn hơn rất là nhiều trong những cái trường hợp mà bị có va chạm xảy ra. Thì khi mà chúng ta ngồi ở phía sau này các bạn, thì có va chạm phía trước thì thường chúng ta sẽ gặp người lại như thế này đó, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị chấn thương ở phần cổ ha, rất là dễ bị chấn thương ở phần cổ, mặc dù là chúng ta có thể là cài dây an toàn luôn các bạn. Đi sẽ thử cho các bạn xem nè. Đó, chúng ta thường gặp về phía trước ha, thì cái túi khí này nó sẽ bung ra với kích thước là 70 lít, có nghĩa là nó rất là to luôn các bạn. Đó, và chúng ta sẽ tựa lên trên cái túi khí này. Đó, mặc dù là nói rất là đơn giản, cũng như là các bạn sẽ nghĩ là cái này nó không có gì đâu, nhưng đây là lần đầu tiên có mặt trên ô tô, cũng như là với cái túi khí này các bạn, nó sẽ được thiết kế nó không phải là giống như những cái túi khí ở phía trước đó các bạn, nó cũng sẽ khác hơn, bởi vì là Mercedes-Benz họ tính toán cái mức độ tai nạn cũng như là va chạm cho cái người ngồi ở phía sau này các bạn, để mà phát minh ra cái túi khí này làm sao cho an toàn nhất cho cái người ngồi ở phía sau. Và chắc chắn luôn các bạn, khi mà Di nói ra cái điều này, các anh chị các bạn cũng sẽ hỏi là nếu mà trong trường hợp mà ở Việt Nam mình mà ngồi ở phía sau không có cài dây an toàn, thì cái túi khí này nó có bung hay không? Thì nó vẫn hoạt động các bạn nha, nó vẫn hoạt động luôn đó. Cho nên các anh chị các bạn yên tâm, và chúng ta cũng có thể tắt cái túi khí này trong trường hợp là chúng ta có cái ghế của em bé ở đây, bởi vì là khi mà chúng ta để cái ghế em bé ở đây các bạn, thì chúng ta phải tắt cái tính năng airbag cho cái hàng ghế sau này. Đó là một cái thông tin cũng rất là đặc biệt trên cái chiếc xe S450 phiên bản 2022 này, và nó sẽ có trên cả phiên bản luxury và phiên bản tiêu chuẩn luôn các bạn nha. Có trên cả hai phiên bản luôn. Và ngoài ra thì với hệ thống âm thanh của chiếc xe S450 này các bạn, thì Di cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, và bây giờ Di xin nói lại ha, nó là được trang bị tổng cộng là 15 loa, công suất là 710W, hệ thống âm thanh vòm Boommaster đó. Và hệ thống âm thanh vòm Boommaster này và sử dụng hầu như trên tất cả những cái mẫu xe cao cấp ở bên Di luôn các bạn nha, rất là cao cấp. Ở đây thì có một cái chi tiết để chúng ta sạc điện thoại không dây nè, vẫn có hai cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại nè. Ở đây cũng có USB, hai cái USB nữa các bạn. Đó, rất là nhiều những cái USB ha, cổng HDMI nè. Khu vực điều khiển máy lạnh cho hàng ghế sau thì nó sẽ nằm ở vị trí này. Ngoài ra thì đối với cái hàng ghế sau này các bạn, đây là cái vị trí ghế ngồi mà được thiết kế rất là thoải mái luôn các bạn nha. Và Di có thể là chỉnh rất là nhiều những cái thế ngồi ở đây. Đây, các bạn sẽ thấy đây là cái ghế ngồi nè, ghế đứng nè. Ghế đứng nè, để sẽ chỉnh cái ghế nè bạn. Thì bởi vì là cái ghế của chúng ta hồi nãy được đẩy rất là lùi ở phía sau, cho nên là Di khi bấm chế độ ghế ngồi bạn, thì cái ghế này sẽ điều chỉnh lại để cho cái ghế này nó dựng lên, nó cho cái không gian ở đây nó rộng hơn ha. Ngoài ra nếu mà Di muốn để chế độ ghế nằm thì Di sẽ bấm vào cái nút này. Thì cái ghế ở phía trước tự động nó sẽ được đẩy lên ha, cái ghế này sẽ được ngã xuống. Đó, chúng bằng một cái nút chạm thôi các bạn. Các bạn thấy nè. Rất là đặc biệt các bạn ha. Thì đối với chiếc xe S-Class này, có thể nói đây là một cái chiếc xe mà mong muốn của rất là nhiều những anh chị khách hàng khi mà đã từng sở hữu những chiếc xe như là E-Class hoặc là C-Class hoặc là GLC các bạn. Đó, và có rất là nhiều những anh chị các bạn đang sử dụng những cái mẫu xe mà Di bán như là E-Class các bạn, và đổi lên xe S-Class rất là nhiều ha. Đây các bạn thấy nè, bây giờ cái tựa bắp chân nó sẽ được bật lên luôn nè các bạn.
Rất là thích các bạn ha. Thì Duy nghĩ là những cái chuyến đi mà đường dài các bạn vài trăm km thì với cái hệ thống ghế ngồi ở phía sau này dành cho các ông chủ của chúng ta thì có thể là thoải mái làm việc trên xe cũng như là thoải mái di chuyển coi như mấy trăm cây số cũng không có biết mệt mỏi luôn. Rất là đặc biệt các bạn ha. Đó, và Duy nghĩ là với cái chiếc xe S-Class với cái hàng ghế VIP ở phía sau như thế này nó còn rất là phù hợp cho gia đình của chúng ta, nếu mà gia đình của chúng ta có những ông bà lớn tuổi các bạn nha. Có những ông bà lớn tuổi thì cái vị trí ghế ngồi này có thể nói đây là một cái vị trí ghế ngồi ưu tiên ha, dành cho những người coi như là đặc biệt nhất của gia đình của chúng ta. Ok. Còn về những cái hệ thống như là rèm xe hay là cửa kính hay là cửa sổ trời này các bạn thì hầu như chúng ta ngồi phía sau này chúng ta đều có thể điều chỉnh được hết ha. Rèm cửa sổ rèm phía sau. Rèm ở phía trên đầu của chúng ta. Hầu như là chúng ta ngồi phía sau này chúng ta cũng không cần phải nhờ tới anh tài xế nữa. Rất là đặc biệt. Ok, bây giờ Di sẽ giới thiệu lại cái phần động cơ, mặc dù đã Di đã cho các bạn xem rồi ha, các bạn nào chưa xem thì với clip này các bạn có thể xem đầy đủ luôn. Về phần động cơ của chiếc xe S450 Luxury Formatic này các bạn thì nó cũng sẽ giống như tất cả những cái mẫu xe S-Class phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản Đức hoặc là phiên bản Thái Lan gì thì đều cứ sử dụng một cái động cơ này hết các bạn, không có sử dụng động cơ nào hết ha. Vẫn là 6 cái xi lanh thẳng hàng 3.0 lít cũng như là công suất lên đến là 367 mã lực. Hộp số của xe S450 Luxury Formatic này là hộp số tự động 9 cấp tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ và được áp dụng hầu như trên tất cả những cái mẫu xe từ nhỏ cho đến những cái mẫu xe Maybach, những cái mẫu xe cỡ lớn của Mercedes-Benz. Ngoài ra cái động cơ i6 3.0 lít này còn kết hợp với lại motor điện 48V giúp cho cái chiếc xe S450 của chúng ta khởi động nhẹ nhàng và êm ái hơn rất là nhiều. Ngoài ra với cái động cơ 48V này giúp cho cái chiếc xe của chúng ta tăng thêm cái mô men xoắn cũng như là tiết kiệm nhiên liệu hơn rất rất là nhiều so với những cái phiên bản trước đây đó. Và với cái chiếc xe S450 này là một cái chiếc xe mà Duy nghĩ là tất cả các anh chị nào mà có cái phần mà tài chính mà dự kiến mua xe khoảng từ 5 tỷ đồng thì S450 Luxury hay là S450 phiên bản tiêu chuẩn đều là một cái lựa chọn coi như là đáng cân nhắc các bạn nha. Đó, thì bây giờ Di xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz cũng như là S450 này thì có thể là liên hệ trực tiếp với Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.